Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món kẹo me viên, hay còn gọi là mứt me viên nữa đó các bạn. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là me vắt. Và một cục me như vậy là nửa ký, nhưng mà mình sẽ sử dụng 300g thôi. Và đường thì mình dùng 400g đường, 200ml nước, một ít muối và 20ml mật ong. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình cho 300g me ra ngoài một cái chảo. Tiếp theo là mình sẽ đổ 200ml nước vô. Rồi mình chừa lại 100g đường nha các bạn. Cái phần mứt me là mình sẽ sử dụng 300g đường, còn 100g đường còn lại mình chừa để mình áo qua một lớp đường á các bạn. Rồi 300g đường thì mình sẽ cho vô phân nửa đường là 150g đường. Rồi mình chừa lại 150g đường nha. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp. Mình đã bắt cái chảo lên bếp rồi. Sau đó mình chỉ dầm me ra. Nếu mà các bạn thấy cái hạt me của mình nhiều quá, mình sẽ bỏ bớt cái phần hạt này. Cái hạt mình nó rờ ra nè các bạn, bỏ đi. Cái phần me của mình nó bắt đầu nó sệt lại rồi nè các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại vô, là 150g đường đấy các bạn. Mình cho vô một ít muối nữa nè. Tiếp theo là mình sẽ cho mật ong vô luôn. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Mình xên cho đến khi nào mà cái phần đường nó tan ra hết và cái phần mứt của mình nó bắt đầu nó kẹo lại. Và trong lúc xên thì các bạn nhớ phải đảo thường xuyên nha. Và mình để lửa nhỏ thôi. Đây cái phần mứt me mình xào rồi, các bạn thấy nó sệt lại rồi nè. Nó sệt lại rồi. Mình xào khoảng 2 phút nữa rồi mình sẽ tắt bếp nhé. Me rất là thơm luôn á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Tiếp tục mình xào trên đều trên chảo nha. Xào đều cho đến khi nào mà cái phần mứt me của mình á nó nguội lại. Và lúc đó mình sẽ vò thành những cái viên tròn. Sau khi mà cái phần mứt me của mình á các bạn nó đã nguội lại thì các bạn vò thành những cái viên tròn nhỏ như thế này nè. Rồi mình lăn qua đường. Các bạn thích ăn cái viên kẹo lớn thì mình vò lớn lớn nha, còn thích ăn nhỏ thì mình vò nhỏ nhỏ thôi. Ở đây mình vò cỡ này là thấy vừa rồi. Sau đó mình sẽ để qua cái dĩa bên đây. Đây thì mình cũng áo qua một lớp đường rồi nè các bạn. Rồi tiếp tục là mình sẽ vo rồi mình lăn qua đường cho đến khi nào hết kẹo thì thôi. Rồi như vậy là mình đã làm xong cái món kẹo me rồi. Ê, bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Mình lấy cây xiên que các bạn, mình xiên vô rồi ăn. Đây. Áo một lớp đường nè, ở dưới cái dĩa mình có phủ một ít đường nữa các bạn. Cái me này có vị chua chua ngọt ngọt nè. Và đặc biệt là rất là dẻo nha các bạn. Cái phần thịt kiểu me nè, dẻo ơi là dẻo luôn á. Có một lớp đường áo bên ngoài á, khi mà mình ăn vô mình nhai nó rụt 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 luôn. Cái vị kẹo me của mình như thế này á, mình thấy rất là vừa ăn. Các bạn làm ở nhà mình có thể nêm nếm theo khẩu vị của mình nhé. Ngon ghê luôn nhé. Thì mình ho có mấy cái viên nó có mấy cái hạt ở trong á các bạn. Khi ăn thì mình lừa ra. Mình cắn miếng nè. Cực kỳ dẻo luôn nha các bạn. Cái kẹo me này nếu mà mình ăn không hết á, các bạn cho vô trong bịch nha. Cho trong bịch lâu là mình cột kín lại. Thì nhìn cái viên kẹo nè, nhớ tuổi thơ ghê luôn á. Đây là kẹo me viên tuổi thơ. Cái vị ngọt của me á các bạn, nó ngọt ngọt nè, chua chua nè. Và có cái vị của mật ong nữa. Rất là thơm luôn. Mình làm có 300g me mà mình được ra cả đống kẹo me luôn nè. Bạn nào mà thích ăn cay cay á, các bạn có thể cho một ít ớt bột vô chung với lại đường. Và sau đó là mình lăn qua. Mình có thể cho vô thêm một ít muối nữa. Vừa ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay nè. Rồi các bạn lăn qua. Và các bạn ơi, video làm món kẹo me viên của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè. Và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có thích cái món kẹo me viên của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình.
Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.